Kia EV6 đã có phiên bản hiệu năng cao với ký hiệu mang tên là GT. Điểm nổi bật của phiên bản này chính là nằm ở hệ thống động cơ điện kép sản sinh ra công suất lên tới 577 mã lực và 740 Nm, giúp xe tăng tốc từ 0 tới 96 km chỉ mất 3,4 giây. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau khám phá xem mẫu xe thể thao đến từ thương hiệu Kia có những điểm gì vượt trội so với cả những cái tên đình đám như Porsche Taycan hay Tesla Model S. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Mê Xe. Đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh bằng cách rung chuông ở góc phải màn hình để ủng hộ cho chúng tôi sớm đạt được cột mốc là 300.000 người theo dõi kênh nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Kia EV6 phiên bản GT hiện nay chưa có mức giá bán cụ thể. Tuy nhiên, theo như chúng tôi nhận định, phiên bản này có thể sẽ sở hữu mức giá bán ngang bằng hoặc xem so với Tesla Model S, tức là rơi vào đâu đó khoảng tầm 70-100.000 USD. Nếu phiên bản thông thường thể hiện một phong cách hiện đại và xu hướng tương lai, phiên bản hiệu suất cao lại đem tới một thần thái dữ dằn và hiếu chiến với bộ body kit thể thao. Ngay ở phần đầu xe, anh em sẽ thấy một thiết kế tổng thể với rất nhiều đường gân dập nổi chạy dọc nắp capo, cản bắt đợt sốc hạ thấp, hốc hút gió và lưới tản nhiệt phía trước được sơn đen. Tôi cho rằng ngoài công suất vận hành mạnh mẽ, đây cũng là những điểm nhấn đặc trưng trên một mẫu xe hiệu năng cao. Cụm đèn chiếu sáng phía trước sắc lẹm với cách tạo hình đầy cuốn hút, bên trong sử dụng đèn định vị LED với thiết kế đứt đoạn, đặc trưng của Kia trong những thời gian gần đây. Ở phía thân xe, Kia EV6 phiên bản GT sở hữu một bộ la răng kích cỡ là 21 inch, 5 chấu mỏng phay xước phối hai tông màu khỏe khoắn. Chưa dừng lại ở đó, bốn bánh của xe đều được trang bị hệ thống phanh đĩa, chi tiết gồng phanh được sơn màu neon vô cùng nổi bật. Hiện tại chưa rõ là hệ thống phanh trên xe sử dụng bằng vật liệu gì, nhưng với hiệu suất của động cơ lên tới 500 mã lực và khả năng tăng tốc từ 0 tới 96 km chỉ mất 3,4 giây, hệ thống phanh của EV6 phiên bản GT cũng phải sử dụng loại đồ chơi cao cấp mới có thể đáp ứng tốt được cho xe. Ở phần đuôi sau, điểm khác biệt duy nhất của phiên bản này so với phiên bản thông thường đến từ phần cản ba đợt sốc phía dưới được sử dụng tông màu đen sần giống với tông màu ở phần mặt ca lăng xe. Còn lại các chi tiết như cụm đèn hậu mỏng kéo tràn sang hai bên, giải chrome ốp phía bên trên cánh cốp sau là những điểm nhấn xuất hiện bên trên tất cả các phiên bản. Bước vào bên trong khoang cabin xe, Kia EV6 phiên bản GT sở hữu một bộ ghế thể thao có khả năng được sử dụng vật liệu Antara trông cảm giác rất mịn màng và mềm mại. Bên trên bề mặt ghế còn được ốp một miếng kim loại khắc dòng chữ GT, ký hiệu của phiên bản. Bên trên toàn bộ ghế các đường viền đều được sử dụng một tông màu đó là xanh lá cây. So với các mẫu xe thể thao khác, đây là một điểm nhấn khá là kỳ lạ. Vì thông thường màu đỏ và màu vàng mới là những nét đặc trưng của một chiếc xe hiệu năng cao. Chưa hết, nút bấm xuất hiện bên trên vô lăng cũng sử dụng màu xanh lá. Theo như chúng tôi phỏng đoán, đây có thể là ẩn ý của nhà sản xuất. Dù là một mẫu xe hiệu năng cao nhưng lại sử dụng nhiên liệu sạch thân thiện với môi trường. Khu vực điều khiển trung tâm được thiết kế vô cùng tối giản, màn hình trung tâm giải trí và màn hình tablo được quy về một khối thống nhất. Các nút bấm cảm ứng điều khiển chế độ điều hòa, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động và sạc không dây được bài trí một cách gọn gàng. Hệ thống loa Meridian cũng được trang bị cho xe, hứa hẹn sẽ đem tới cho người dùng một trải nghiệm âm thanh vô cùng tuyệt vời. Về phần vận hành, Kia EV6 GT được phát triển dựa trên nền tảng EGMP, giống như người anh em Hyundai Ioniq 5 cũng sẽ sớm có thêm biến thể N hiệu suất cao. Cung cấp sức mạnh cho EV6 GT là hệ thống động cơ điện kép sản sinh ra khoảng 577 mã lực và 740 Nm kết hợp với hệ dẫn động ở tất cả 4 bánh. Với sức mạnh này, mẫu xe EV6 phiên bản GT có thể tăng tốc từ 0 tới 96 km chỉ mất 3,4 giây. Điều này không hề kém cạnh gì so với những mẫu xe thể thao tốc độ cao. Tốc độ tối đa của xe giới hạn ở mức là 260 km/h được đánh giá là khá cao so với một mẫu xe điện EV, nhưng sẽ là thấp hơn so với những mẫu xe xăng có cùng công suất mã lực. EV6 GT được trang bị bộ pin Niken Coban Mangan 77,4 kW cho phạm vi di chuyển tối đa là 332 km cho mỗi lần sạc đầy. Theo Kia, với hệ thống sạc nhanh khoảng 800V, có thể giúp EV6 GT sạc được 70% pin chỉ trong vòng 18 phút. Anh em nghĩ sao về mẫu xe hiệu năng cao này của thương hiệu Kia? Xin vui lòng chia sẻ bình luận ở phía bên dưới nhé. Đừng quên like, share video, nhấn nút đăng ký theo dõi kênh bằng cách rung chuông ở góc phải màn hình để giúp cho chúng tôi sớm đạt được cột mốc là 300.000 người theo dõi kênh nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.